cùng một phép sử. Dạ, sử một lần. Sau năm em có bất ngờ không? Đâu có gì đâu bất ngờ. Em giờ có kêu bao nhiêu năm đi chăng nữa là em cũng phải chung thôi. Mình bất ngờ là thật sự mà nói, nào giờ chưa có đi qua cái ngưỡng cửa này. Cái thời gian đầu nó rất rất là bỡ ngỡ, cho dù mình có thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cái ngưỡng cửa đó là chưa bao giờ mình đặt chân tới. Mình không biết cái màu sắc nó như thế nào, mình không biết cái hoàn cảnh sống ở trong đó nó phải như thế nào. Em rất là mệt mỏi trong gọi là một tháng đầu tiên, em không ăn uống gì được luôn. Từ lúc bắt lúc sự là bao nhiêu? Bao lâu? 15 tháng. Trời ơi, cái thời gian tạm giam là khổ nhất. Em hết 9 tháng là em ở trong cái buồng nhỏ rồi. Nó nóng mà, em nói là em tắm xong em vừa mặc cái quần là em lên một cái là mồ hôi em nó đổ ra. Thế chủ yếu nó điều tra mình về cái gì? Có tổ chức không? Có nhận tiền của ai không hay thế nào? Thì giờ tụi em trên cái phương diện là cái nhạc đó rồi. Kinh khủng. Em có thể đọc cái status mà chị đây, chậu hoa kia là hội đồng hương Phan Rí tặng chị. Em chị sẽ tát cho em cái link để em có thể đọc cái status của chị. Về Phan Rí thì đấy là một cái dày công của chị. Nhưng mà cho đến bây giờ Phan Rí vẫn chưa dám nhận công khai từ quỹ 50k. Riêng thị trấn Phan Rí là hơn 40 người. Riêng một thị trấn thôi nhá. Mình đây là vì chúng nó dọa mà nó bảo đấy là những cái thành phần xấu. Nó làm thế này để cả nhà sẽ bị đi tù đấy. Nó làm hại đấy. Thế họ nghĩ mình là như thế. Cho nên là họ đuổi, họ có những người cũng biết là mình từ thiện nhưng mà nếu như nhận, biết là mình giúp nhưng mà nếu nhận thì lại sợ bị công an nó bắt cả nhà đi tù. Nên là chị rất muốn hỗ trợ từ quỹ 50k nhưng mà quỹ 50k nguyên tắc là phải công khai minh bạch tuyệt đối, không có một khoản gì chi mà không đăng lên cả. Còn tất cả những cái khoản chi ngoài quỹ như vận hành, ví dụ như mấy chuyến đi chơi vừa rồi là chị thăm các gia đình ấy thì là chị bỏ tiền túi, nghĩa là tất cả những cái chi phí để vận hành cho cái quỹ thì chị bỏ tiền túi. Thay vì ngày xưa chị vẫn giúp thì bây giờ thì là Phan Rí cho đến bây giờ chị đã thuyết phục được trên 30 gia đình. Từ chỗ mà sợ hãi, nhiều người không biết chữ mà bây giờ chị còn thuyết phục được họ đi lập tài khoản. Nhiều người không biết chữ. Chị bảo thế thì anh lưu cái số của tôi lại, và nhưng mà tôi không biết chữ. Thế mà không biết, thế mà chị thuyết phục được họ, em biết không? Lập mỗi gia đình một tài khoản ngân hàng. Người ta cũng không biết lập tài khoản nào, cứ ra bưu điện mới ra đâu. Chị phải bảo anh chị mang cái chứng minh thư ra cái ngân hàng nào gần nhất. Ra ngân hàng thì lại ra bưu điện mới ra cửa hàng. Nhưng đến lúc người ta ra ngân hàng rồi thì chị lại bảo anh chị vào cái quầy nào mà không có khách, chỉ có cô nhân viên thôi. Thế lại vào lại mà thế anh chị gọi xong chị mới cầm cái điện thoại gọi cho chị gọi thôi. Phan Rí có một thói quen bây giờ chị nhá máy cho chị thì chị gọi lại. Người ta sợ tốn tiền thì là chị lại gọi điện cho người ta. Người ta gọi xong thì chị nói chuyện với nhân viên là làm ơn mở cho người ta cái tài khoản và đặt lại cho tôi cái số tài khoản để thế như thế. Và đến bây giờ người ta đã biết đi mở tài khoản, không biết như thế nào, và đi rút tiền. Kết nối là đầu tiên là cái hội đồng hương Phan Rí mà tặng chị chậu hoa kia, là người ta định cư ở Úc, người ta yêu quê hương, yêu đồng hương vô cùng. Chị chưa từng thấy hội đồng hương nào mà yêu quê như vậy đâu nhá. Thì là người ta mới biết chị là quỹ 50k hay chị hay quan tâm đến những người tù mà. Nên người ta mới liên lạc với chị và người ta bảo là chị bảo tôi muốn liên lạc mà không thể có manh mối nào để mà liên lạc được. Thì người ta mới có người về, người quan Phan Rí có người về quê chơi thì người ta mới dò la, người ta cho chị được 4 số điện thoại của 4 gia đình. Thế là từ 4 cái số điện thoại đấy chị thuyết phục năn nỉ được họ nhận tiền rồi ấy, thì là chị lại nhờ người ta đi tìm hộ. Chính vì cái chuyện chị cứ quá nhiệt tình mà nhờ đi tìm hộ nên chị mới bị lừa. Lừa vẫn mấy chục triệu. Có lần chị gửi cho 7 người mỗi người 3 triệu, 8 người là 24 triệu. Mà làm sao chúng nó lại biết được nó theo. Mà người ta không có ngân hàng, không có tài khoản. Hồi đấy chưa có nên chị phải gửi vào Sài Gòn, cho một người từ Sài Gòn mang ra bến xe Phan Rí gửi qua lái xe. Thì cái cô này cô ấy ra nhận cho 8 người thì nó theo ra tận nơi và nó bắt cô ấy vào đồn và nó chấn lột của cô ấy 24 triệu. 8 cái gia đình đấy phải sao sợ, mới chửi mới đuổi chị đấy. Bắt được cô ấy thì cô ấy khai ra là tôi nhận cho những người này kia. Thế là nó gọi tất cả những gia đình ấy lên nó khủng bố. Thế và cái quỹ 50k thì cho ai là phải đăng lên, thế nhưng người ta không dám để tên người ta, cho nên là cho Phan, tặng cho Phan Rí, giúp đỡ Phan Rí là phải đi huy động ngoài và bỏ tiền túi ra. Nhưng mà Phan Rí từ cái chỗ mà xua đuổi chị, chửi bới xua đuổi thì đến bây giờ mai đi thăm con, hôm nay lại gọi có tiền chưa gửi cho tôi. Và có con bé thì chồng Phan Rí thương tâm lắm này.
rất thương tâm, bởi vì những người đi biển là những người lao động chính của cái vùng đấy, mà những người đi có thể đi biển được thì đi tù hết rồi, cả nhà đói. Nhưng mà có cái cô này con nhỏ chồng đi tù mà cứ cô ơi, con không có tiền, con nhà con ốm mà con không có tiền để đưa cháu đi viện. Đấy, thằng Lý bây giờ